giới đầu cộng sản Việt Nam và khái niệm nhà nước khủng bố của Đào Tăng Dực. Tại các quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, thì trật tự xã hội được duy trì bởi một luật bộ luật hình sự, trong đó tội cố sát (murder) là trọng tội nặng này nhất. Tuy nhiên, tội cố sát không phải là hình thức phát quy duy nhất hoặc tệ hại nhất của sự kiện hủy diệt mạng sống con người. Với sự khai sinh của những tôn giáo và ý thức hệ cực đoan (religious and ideological fundamentalism) thì hai trọng tội liên hệ đến tội cố sát xuất hiện trong hệ thống hình luật của quốc gia và quốc tế. Đó là các tội khủng bố và diệt chủng. Tuy cùng phát xuất từ hành động cố sát, nhưng tội khủng bố có mục tiêu bao quát và chiến lược hơn. Kẻ thi hành tội khủng bố nhằm mục tiêu tạo ra sự sợ hãi cùng cực, hầu thống trị tâm thức và tạo ra sự phục tùng tuyệt đối. Trong khi đó, kẻ thi hành tội diệt chủng thông thường muốn quét sạch khỏi mặt đất mạng sống của hàng ngàn hoặc hàng triệu người vì những người này hoặc không thuộc một chủng tộc nào đó. Như trường hợp Đức quốc xã của Hitler giết 6 triệu người Do Thái, cũng có thể vì cá nhân hoặc chế độ muốn hủy diệt toàn bộ một giai cấp xã hội này, hầu thay thế bằng một giai cấp xã hội khác như các đảng cộng sản Liên Xô của Stalin hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông giết 30 triệu dân Nga và khoảng 50 triệu dân Trung Quốc các nhóm hồi giáo cực đoan thường dính líu đến tội khủng bố và các chế độ cộng sản cũng như phát xít Đức quốc xã thì liên hệ đến tội diệt chủng. Tuy nhiên không có tội nào có thể so sánh về mức độ tàn ác và dã man bằng tội nhà nước khủng bố. Lý do là vì tuy cũng phát xuất từ tác động giết người như trong tội cố sát nhưng khái niệm nhà nước khủng bố bao trùm yếu tính khủng bố của những phe nhóm tôn giáo cực đoan lẫn yếu tính diệt chủng hầu loại bỏ hàng loạt để xây dựng một nhân loại mới của Đức Quốc xã hoặc đệ tam quốc tế Cộng sản. Tệ hại hơn nữa là thủ phạm lại chính là nhà nước, tức chính quyền. Chính quyền đại diện cho quốc gia. Quốc gia thì có chủ quyền và chủ quyền quốc gia mang tính tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Hệ lụy đáng tiếc là theo luật quốc tế đương đại thì ngay cả khi một chính quyền như Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Liên Xô, Cộng sản Trung Quốc công nhiên phạm tội nhà nước khủng bố họ vẫn có thể nhỡn nhơ nứt bóng của khái niệm chủ quyền quốc gia và không thể bị truy tố về hình luật trước một pháp đình quốc tế. Hậu quả của khuyết điểm này trong công pháp quốc tế là gì? Hậu quả thê thảm nhất cho nhân loại là sự hình thành và trường tồn của những nhà tù vĩ đại nhất lịch sử. Đức Quốc xã tạo ra nhà tù vĩ đại giam giữ khoảng 100 triệu dân vào thời hoàng kim của nó. Cộng sản Liên Xô là một nhà tù giam giữ khoảng 300 triệu dân. Cộng sản Trung Quốc là một nhà tù giam giữ 1.3 tỷ dân và Cộng sản Việt Nam là một nhà tù vĩ đại giam giữ gần 100 triệu linh hồn. Tại sao chúng ta có thể gọi Việt Nam là một trong những nhà tù vĩ đại? Lý do là vì qua bản hiến pháp 2013 với điều 4 hiến pháp hiến định hóa sự cai trị vĩnh viễn và vô điều kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vắng bóng của tam quyền phân lập, sự vắng bóng của những chính đảng đối lập sự vắng bóng của một định chế tư pháp phán quyết về tính hợp hiến hay vi hiến của một tác động của hành pháp hoặc một sắc luật của lập pháp. Qua một bộ luật hình sự hoàn toàn vi hiến với các điều khoản 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 88, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 258, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước mà không một quốc gia dân chủ nào hiểu nổi tùy số thứ tự các điều luật mới thay đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong bộ luật hình sự tu chính nhưng nội dung giữ nguyên. Luật an ninh mạng vừa được thông qua năm 2018, điểm E, khoảng 2 điều 26 luật an ninh mạng quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước có trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Hậu quả là trong khi tại các quốc gia dân chủ có một hệ thống tòa án độc lập với hành pháp, cảnh sát cần lệnh của tòa án mới tiếp cận được thông tin cá nhân, thì tại Việt Nam không những tòa án là tay sai của đảng mà công an chỉ cần khởi động điều tra là có thể tiếp cận thông tin cá nhân. Nêu trên chỉ là một vài yếu tố điển hình, thực tế toàn dân Việt Nam là những tù nhân bị giam giữ bóc lột và 3 triệu đảng viên và lực lượng công an là những cai ngục. Khi mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoặc blogger Quỳnh Thục Vi hoặc nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức bị giam giữ tạm thời hay dài hạn, họ chỉ bị chuyển từ một nhà tù lớn sang một nhà tù nhỏ mà thôi. Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì? Trước hết, như những người dân Việt còn quan tâm đến vận mệnh đất nước, dù sống tự do tại hải ngoại hay trong nhà tù lớn tại Việt Nam, chúng ta cũng phải tích cực tham gia tiến trình dân chủ hóa và quyết tâm xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc. Ngoài ra, trên bình diện quốc tế, công pháp, khái niệm chủ quyền quốc gia tuyệt đối như trên đã quá lỗi thời. Công pháp quốc tế dưới sự giám định của Liên Hiệp Quốc cần phải được tu chính vào một khi nhân quyền bị vi phạm thì khái niệm chủ quyền quốc gia tuyệt đối phải thối lui. Hầu công pháp quốc tế có thể chế tài các chế độ cộng sản phạm tội. Có như thế, nhân loại mới không còn phải trải nghiệm những kinh hoàng của các cuộc cải cách ruộng đất năm 1953-1956. Trại cải tạo mà quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trải qua sau 1975 với hàng trăm ngàn nhân mạng chết oan khiền. Các thảm họa trên không phải chỉ xảy ra trong quá khứ ngay trong hiện tại, Liên Hiệp Quốc cũng đang điều tra những trại tập trung tại Trung Quốc giam giữ cả triệu hoặc trăm ngàn người sắc tộc Uyghur, tức Duy Ngô Nhĩ, trong những điều kiện khốc liệt hầu như diệt chủng, sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm giữ đất đai bao la của dân tộc này. Giải thể đảng Cộng sản Việt Nam và tất cả những đảng Cộng sản trong truyền thống đề tâm quốc tế Cộng sản còn sót lại là trách nhiệm của toàn nhân loại trong thế kỷ 21 là như thế.